quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Tình cũ Kiên Nguyễn đăng đàn ưng ý, nhắc nhẹ Thu Thủy nên thức tỉnh sớm về tính cách thật của chồng trẻ. Đăng tải dòng trạng thái khi tâm bão dư luận đang chĩa vào Kiên Nguyễn. Nhiều người nghi ngờ người yêu cũ của anh đang có ý cảnh báo Thu Thủy sớm thức tỉnh. Tối 5 tháng 8, các diễn đàn showbiz lan truyền đoạn clip gây sốt của gia đình Thu Thủy. Theo đó, nữ ca sĩ có phần giao lưu với khán giả trên sóng livestream cùng với ông xã và con trai Henry. Nhưng điều khiến mọi người quan tâm nhiều nhất là biểu hiện bất thường của cậu bé. Henry liên tục nhăn mặt kêu đau với mẹ. Quan sát có thể thấy tay của cậu bé 4 tuổi có những vết đỏ sau khi bị Kinh Nguyễn kéo xuống găm bàn. Nhiều người khi xem xong đoạn clip cho rằng Kinh Nguyễn đã lén cấu vào tay con nhỏ. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, dân mạng tỏ ra sốc, thậm chí bất bình trước hành động của chồng trẻ Thu Thủy. Không ít người phải nói: Fly còn như vậy, vậy đời thật anh ta còn đối xử với thằng bé như thế nào nữa? Trước đó, Kinh Nguyễn thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết với con riêng của vợ. Giữa lúc dư luận đang xôn xao về hành động được xem là ném đá giấu tay của Kinh Nguyễn, người yêu cũ anh chàng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, cô khuyên mọi người nên thức tỉnh và không nên mãi sống trong cuốn tiểu thuyết đậm chất ngôn tình vì thực tế khác hơn rất nhiều. Bạn A, hãy thức tỉnh đi, những bộ phim bạn đang xem, những cuốn tiểu thuyết bạn đang cầm trên tay ấy chỉ là hư cấu để khiến thế giới tưởng tượng thêm sắc màu mà thôi. Cuộc sống thực tại chẳng giống chút nào. Thôi thì cứ tin vào chính mình thôi nhé, Yến Hana, người yêu cũ của Kinh Nguyễn viết. Dòng trạng thái ẩn ý của Yến Hana được cho là đang cảnh báo Thu Thủy. Kinh Nguyễn và Yến Hana là tình nhân trong quá khứ. Cả hai từng gây chú ý khi tham gia Debon, game show của Mỹ được Việt hóa, với đề tài và nội dung trái chiều được số đông cho là nhạy cảm. Chương trình được phát cách đây một năm trước hàng triệu người xem ở mỗi tập vì quá nhiều thử thách nhạy cảm. Chương trình bị yêu cầu gắn mác 18 và phải xác minh độ tuổi người dùng trước khi xem. Sau đó không lâu, cặp đôi đường ai nấy đi và Kinh Nguyễn chỉ thực sự được chú ý khi công bố là người tình kém 10 tuổi của ca sĩ Thu Thủy. Thời điểm Kinh Nguyễn công khai xuất hiện bên cựu thành viên HAT, nhiều người không thể nhận ra anh vì diện mạo khác xa quá khứ. Dàn mỹ nhân Việt sập sệ sau sinh, ngoại hình như bà giúp việc, nhưng lại có nét đáng yêu khó tả. Vốn chỉ thấy những hình ảnh xinh đẹp nên khán giả không khỏi giật mình trước khoảnh khắc sập sệ không khác nào bà giúp việc của nhàn mỹ nhân showbiz. Cách đây không lâu, Hứa Minh Đạt bất ngờ hé lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào thuở cơ hàng của anh và bà xã Lâm Vĩ Dạ. Nhưng kỷ niệm 9 năm bên nhau, nam diễn viên đã gửi lời yêu thương mặn nồng đến bạn đời. Đêm nào anh cũng hứa với lòng ngày mai sẽ đem hạnh phúc về cho hai đứa nhỏ và cho em nữa. Và anh sẽ làm cho hạnh phúc thành một loại virus truyền nhiễm, sẽ lây lan khắp nhà mình, ai nhiễm vào sẽ đều hạnh phúc hết. Và khi đó sẽ có một căn bệnh mới, đó là hạnh phúc, và người lây lan nó chính là anh, Hứa Minh Đạt ngọt ngào nhắn gửi. Ngay khi chia sẻ bài đăng của Hứa Minh Đạt về Lâm Vĩ Dạ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả lại là ngoại hình của nữ diễn viên thời chưa nổi tiếng. Dù sở hữu nụ cười tươi rói, nhưng Lâm Vĩ Dạ của nhiều năm trước có thân hình mẫm mỉm, bắp tay to, vòng eo bánh mì. Trong ảnh, mái tóc của bà mẹ bỉm sữa hài rối tung và ngoại hình không mấy ấn tượng. Diện mạo của vị trưởng phòng ân rời khiến khán giả sốc toàn tập. Nhiều người hài hước cho rằng nhìn Lâm Vĩ Dạ thời điểm này không khác gì bà giúp việc. Mới nhìn tấm đầu tưởng Hứa Minh Đạt bỏ Lâm Vĩ Dạ lấy người khác, không nhận ra luôn. Tưởng Hứa Minh Đạt ngoại tình, hình như lúc này chị Dạ mới sinh em bé được vài tháng. Chị Dạ mới sinh chăm con nên mập đây mà. Công nhận phụ nữ đẻ xong tàn tạ thật, nhưng bây giờ chị Dạ đẹp quá rồi. Mới lướt qua tưởng bà giúp việc nào chứ, là những bình luận từ cư dân mạng, không riêng gì Lâm Vĩ Dạ. Khánh Thi cũng từng bị ông xã làm lộ cả rổ mở bụng, cụ thể trong suốt thời gian kiện tướng Despot ở cử, Phan Hiển luôn túc trực bên cạnh để giúp đỡ bà xã. Ông bố trẻ cũng không quên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi vợ cùng con gái Anna đang xây dứt. Không nuột nà như nhiều mỹ nhân khác, Khánh Thi khiến dân tình chú ý khi lộ vòng hai khá lớn. Nhiều người còn cho rằng bà mẹ hai con đang mang thai nhóc tỳ thứ ba. Tuy nhiên, vì mới sinh con được một thời gian nên Khánh Thi vẫn chưa lấy lại vóc dáng thon gọn như hồi son rỗi. Điều này cũng dễ hiểu, bởi không phải mỹ nhân Việt nào cũng có thể lấy lại thân hình mình hạt xương mai thần tốc. Dẫu vậy, khi nhìn vào tấm ảnh của Khánh Thi, nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn dành lời khen và động viên nữ kiện tướng Danceport. Hay như Phan Như Thảo cũng là một ví dụ điển hình cho việc sập sệ nhan sắc sau sinh.
từng được mệnh danh là người đẹp khiến Ngọc Trinh cũng phải dè chừng, nhưng suốt khoảng thời gian mang thai và hạ sinh bé bồ câu, cô phải đối mặt với lời chê bai nhan sắc và thân hình tăng cân mất kiểm soát. Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát trong thời gian mang thai và sau sinh, ngoại hình khó tin của chân dài trước và sau khi lấy chồng. Được biết Phan Như Thảo tăng hơn 20kg trong thời gian bầu bì. Khi chuẩn bị lâm bồn, cơ thể cô chạm ngưỡng 80kg. Điều này khiến chân dài gặp không ít khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Không ít lần bà mẹ một con than phiền buồn tủi vì mọi người chê bai diện mạo sập sệ kém sắc. Tuy nhiên không lâu sau đó, bà mẹ trẻ bất ngờ xuất hiện với vóc dáng thon gọn nụt nà trong bộ ảnh bên chồng con nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Lúc này khán giả mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng lột xác. Vụ khách tiệp ở khách sạn 150 triệu một đêm tại Maldives. Ông trùm chân dài thích thú tận hưởng chuyến du lịch khá sang chảnh, được lưu trú ở biệt thự trên biển. Vụ khách tiệp có sở thích khám phá trải nghiệm những khách sạn resort sang trọng đắt đỏ nhất thế giới. Anh vừa tới thăm quốc đảo Maldives. Ông bầu của Ngọc Trinh chủ yếu chọn áo màu cam kết hợp quần vest di trắng để nổi bật trong những bức ảnh chụp tại Maldives. Anh cảm thấy rất sảng khoái khi có dịp đạp xe ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bạn bè. Vụ khách tiệp lưu trú ở khách sạn. Anh tiết lộ đã chi 150 triệu cho mỗi đêm ngủ tại đây. Biệt thự vụ khách tiệp thuê rộng khoảng 500m², đầy đủ tiện nghi cao cấp. Maldives được mệnh danh là đảo trên thiên đường bởi đây có phong cảnh thiên nhiên tráng lệ, nước biển xanh ngắt và lặn sóng. Ông chùm chân dài chia sẻ mọi chuyến đi xa giúp anh nạp lại năng lượng, thấy vui vẻ yêu đời hơn. Hiện vụ khách tiệp không đào tạo người mẫu nữa mà tập trung tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Anh chỉ còn hỗ trợ lăng xê tên tuổi cho một mình diễn viên Quỳnh Hương. Ông chùm chân dài đón bình minh trên chiếc giường lưới đang tạo trend ở Maldives. Vũ Khắc Tiệp mới phát triển kênh YouTube cá nhân để chia sẻ những trải nghiệm du lịch với bạn bè và khán giả. Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị gái. Bị cho là ăn bám bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy lên tiếng phủ nhận bức xúc dằn mặt anti-fan. Nếu muốn yêu đại gia thì trước khi quen hãy khoe hết những gì đã có. Vài năm trở lại đây, Hòa Minzy gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Độ phủ sóng, tên tuổi khiến cô đắc show và thu nhập cũng tốt hơn. Đặc biệt, kể từ khi yêu chàng thiếu gia giàu có, Hòa Minzy có cú lột xác khá ngoạn mục về mặt ngoại hình. Chính vì thế, tin đồn giọng ca rời bỏ ăn bám bạn trai cũng dần dày đặc lên. Hòa Minzy nghĩ cũng hay thật, cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Tin đồn thì đã có từ lâu, nhưng chỉ khi Hòa Minzy bất ngờ khoe và đồng thời thanh lý bộ sưu tập, túi xách hàng hiệu, dư luận mới đồng loạt kêu to, túi đáy thiếu gia tặng đáy, thì cơn sóng cho rằng Hòa Minzy dựa hơi bạn trai mới càng mạnh mẽ. Mới đây Hòa Minzy bất ngờ cho biết cô cảm thấy hối hận vì đã mua hàng loạt những túi xách đắt tiền và quyết định thanh lý những món đồ này. Tức nước vỡ bờ, mới đây Hòa Minzy đã chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ bức xúc khi nhiều người cho rằng tài sản cô đang có là do bạn trai thiếu gia tặng. Nữ ca sĩ chia sẻ một cách khá bóng gió rằng, nếu bạn muốn yêu một người mà được cô giàu có thì trước khi công khai, hãy nhớ khoe hết số tài sản bạn có. Bạn đã mua được bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà phải cho mọi người xung quanh biết hết. Phải để người ta biết bạn khó khăn và cố gắng nhiều như thế nào. Bởi nếu người ta không biết thì tất cả những gì của bạn khi đang yêu một người giàu có đột nhiên trở thành của người yêu cho bạn hết đấy. Bạn sẽ được nghe thường xuyên câu nói, ôi giời, xe này bồ nó mua cho, nhà đấy, túi đấy bồ nó tặng. Bên cạnh đó, theo quan điểm của cô ca sĩ gốc Bắc Ninh, con gái hiện tại có thể kiếm tiền độc lập tài chính, mua được nhà, xe bằng tiền của mình, cô thẳng thắn. Mà nói thật chứ đàn ông, mà đã giỏi đã giàu, người ta sẽ yêu và cho cô gái nào đó tiền bạc hay vài ba cái túi hiệu. Nhưng người ta không có chọn lấy một người phụ nữ chỉ thích ăn bám vậy đâu ai ơi. Người ta giàu có chứ người ta đâu có ngu. Thật ra trong thời gian người ta cứ nói mình thì mình vẫn cứ kiếm tiền và lo lắng cuộc sống thôi. Nhưng tự dưng bao sự cố gắng tiền mồ hôi nước mắt bị bảo tiền người khác cũng cay phết không đùa đâu. Hòa Minzy thừa nhận mình dại dột khi không khoe tài sản của mình khiến nhiều người cho rằng cô bám bạn trai. Hòa Minzy bức xúc, nghĩ cũng hay thật, tại sao người Việt mình vẫn bị trọng nam khinh nữ ghê nhỉ? Cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Cứ yêu người giàu là mặc định con đó sung sướng, chẳng cần làm gì cũng hưởng thụ cả đời.
Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị ơi. Ngay khi những dòng trạng thái của Hòa Minzy được chia sẻ rộng rãi, đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá đồng cảm và mong cô gái trẻ không suy nghĩ và sớm trở lại những sản phẩm chất lượng sau khi tuyên bố tạm ngưng con đường ca hát hiện tại sau nhiều tai tiếng vừa qua. Là con gái chỉ cần tự chủ về kinh tế, có thể lo được cho bản thân cũng như lo được cho bố mẹ thì chẳng sợ người ta nói này nói nọ khi yêu nữa chị ạ. À. Những người ăn bám thì dân chơi nhìn phát biết ngay. Người ta thường nói, âm thầm cố gắng và tự bản thân mình nỗ lực không cần người khác phải nhìn thấy và phải biết. Mặc kệ những người bên ngoài nói gì, vì suy cho... Anh Thư bên Thu Thủy khẳng định tình cảm Kinh Nguyễn dành cho bé Henry là sự thật. Đừng phán xét chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Là một trong những người bạn thân của Thu Thủy, siêu mẫu Anh Thư đã lên tiếng về scandal chồng trẻ của Thu Thủy có hành động bạo lực với bé Henry. Scandal chồng trẻ Thu Thủy bị nghi cấu tay con riêng của vợ đang trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Công chúng khá phẫn nộ khi xem đoạn clip này. Dù Thu Thủy và chồng đã xin lỗi và giải thích, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Là một người bạn trong hội bạn thân của Thu Thủy, từng chứng kiến cách Kinh Nguyễn, chồng của Thu Thủy chăm sóc yêu thương con riêng của vợ, anh Thư đã lên tiếng trên trang cá nhân nhằm bênh vực bạn mình. Cụ siêu mẫu cho biết một nửa sự thật thì chưa chắc là sự thật. Cô còn khuyên mọi người nên tin vào Thu Thủy vì cô ấy đã đủ trưởng thành, đủ thông minh và tình mẫu tử thiêng liêng luôn giúp cô ấy tỉnh táo khi chọn người nương tựa, có tấm lòng yêu thương con mình. Anh Thư viết, cư dân mạng thật đáng sợ, súng vào chửi rủa cứ như là tường tận lắm. Có câu nói như thế này, nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật. Điều này có nghĩa đánh giá một con người thì đừng trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn thấy vậy mà chưa chắc đúng là như vậy. Thu Thủy là mẹ đủ trưởng thành và hiểu biết, đủ thông minh để biết cách nuôi dạy và bảo vệ con của mình. Tình mẫu tử thiêng liêng và nhạy bén lắm, ai làm mẹ rồi thì sẽ hiểu. Mẹ có thể bất chấp tất cả, bất chấp cả tính mạng và hạnh phúc cá nhân chỉ để cho con được an lành. Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hoặc cách bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ rất tự nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ. Thư chơi với Thủy và có thời gian tiếp xúc với cả gia đình nhỏ của Thủy. Thư thực sự cảm động cách Kim yêu thương và nuôi dạy Henry. Kim thực sự trăn trở vì Henry. Nhớ lại hôm ra mắt MV của Thủy, Thư đã khóc vì tình cảm của hai cha con nhà này. Hôm đấy vừa nhìn thấy Kim xuất hiện trên MV, bé Henry đã vui mừng hét lên, ba kìa, ba con kìa, rồi chạy đến ôm chầm lấy Kim hôn lên má. Ba Kim cũng âu yếm bế con vào lòng. Dạ làm sao được hả quý vị, con nít ai thương nó thì nó thương lại, con nít không biết diễn như người lớn của chúng ta đâu. Cụ siêu mẫu gửi lời khuyên đến cư dân mạng rằng đừng phán xét, chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Môi thâm đen ráng dịu nha. Đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm, cảm quan thôi chưa đủ, mấy chị hiểu không?